Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình còn xin giới thiệu các cô chú một số giò hoàng nhãn. Đây là hoàng nhãn xanh của chú, hàng Thái. Hoàng nhãn xanh lưỡi trắng, có hương rất là thơm luôn. Và người ta hay gọi là hoàng nhãn anh ba xanh đó cô chú. Mặt hoa nó rất là đẹp luôn. Và cái này chụp hình nó hơi xa tí nên không được gần nha cô chú. Đây là hình của hàng Thái, nó gửi mặt hoa về. Hoàng nhãn xanh anh ba nha cô chú. Hoa màu xanh lưỡi trắng. Và hiện tại thì bên con đang bán với giá tiền là 220.000 một giò. Và cô chú nào mua một cặp thì sẽ có giá tiền là 400.000 một cặp nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 04. Địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Đây là một số hình cây của nó nha cô chú. Và số lượng cây bên con chỉ còn khoảng 20 chậu thôi, không có nhiều. Đồng giá là 220.000 một chậu. Và cô chú nào mua một cặp á, thì sẽ có giá tiền là 400.000 cặp. Đây là hình cây của cô chú. Hoàng nhãn xanh anh ba nha cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Hoàng nhãn xanh anh ba. Đồng giá là 220.000 một giò như vậy nha cô chú. Và cô chú nào mua cặp thì sẽ có giá tiền là 400.000, sẽ được giảm 40.000. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.